chương không một chục tỷ phụ cấp hệ thống bắt đầu phát động siêu lượng bạo kích bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hoa kháo thật đúng là xuyên việt rồi quá sung sướng ha 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 quanh một tiếng hư không xẹt qua một đạo thiểm điện một cái soái hôn thiên hắc địa nhật nguyệt thất sắc cơ hồ nhân thần cộng vẫn thiếu niên từ trên trời giáng xuống hắn gọi tô trường ca là cái hàng thật giá thật lam tin người Kiếp trước là cái lão thư trùng, thích xem các loại huyền huyễn tiểu thuyết. Xem nhiều hơn. Liền đối huyền huyễn thế giới tràn đầy huyễn tưởng. Huyền huyễn thế giới mỹ nữ như mây, tiên thú thành đàn. Tu hành giả ngự kiếm phi hành, hát trăng bắt sao. Hơn có đại năng giả một kiếm khai thiên môn, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Kia là nói không hết phong lưu, nói không hết tiêu sái. Làm hắn hướng tới không thôi, rất muốn xuyên qua đến nơi này. Thế là hôm nay sau khi tan học, hắn hướng về phía bầu trời hô to. Xuyên qua. Bầu trời một tiếng ầm vang vang lên. Sau đó thật đúng là xuyên qua đến nơi này. Mộng đẹp trở thành sự thật. Có thể quá sung sướng. Xuyên qua thành công, hắn lập tức bắt đầu xem xét tự mình tu vi. Dù sao huyền huyễn thế giới coi trọng chính là thực lực vi tôn. Hả? Không tra không sao, cái này tra một cái Tô Trường ca lập tức ngây ngẩn cả người. "Tu, tu vi là không. Cái này còn thế nào ngự kiếm phi hành? Còn thế nào đùa nghịch?" Hắn vội vàng xem xét thân thể, lúc này mới phát hiện tự mình nhục thân phàm thể, thể nội có rất nhiều tạp chất. Những tạp chất này bế tắc kinh mạch, dẫn đến linh khí không cách nào lưu thông. Tự nhiên không cách nào hấp thu giữa thiên địa linh khí, mà lại thiên phú cũng không cao không phải đâu vậy mà cái này bắt đầu tô trường ca có chút im lặng thời gian ung dung mà qua chớp mắt năm năm trôi qua cái này một ngày tô trường ca đi tại trên sơn đạo tâm tình phiền muộn ai năm năm trước mới vừa xuyên qua thời điểm tu vi là không cái này cũng năm năm sau vẫn là không xem cái này xuyên qua năm năm trong lòng có rất nhiều khổ tưởng nói vốn cho rằng sau khi xuyên việc thời gian sẽ rất tiêu sái giống rất nhiều tiểu thuyết như thế đẹp trai tư chất nghịch thiên mỹ nữ chủ động đầu hoài dị thú chủ động thần phục có thể kết quả đây ngoại trừ soái không có gì cả bởi vì không có tu luyện thiên phú tu vi một mực trì trệ không tiến nhưng cũng không phải tất cả đều rất bị năm thứ hai thời điểm bái nhập một cái tông môn chính là trước mắt cái này tiên khí bồng bềnh địa phương nơi này gọi thái huyền đạo tông là một chỗ đại thế lực sơn môn cực lớn, có chín cái phong tòa. Trước đây bái tiến đến, mặc dù hắn thiên phú rất thấp, nhưng vẫn là bị chính phong một trong Lê Hoa Phong phong chủ lấy đi. Lê Hoa Phong chủ tên là Diệp Thanh Giao, dáng người yếu điệu, da trắng như tuyết, một đôi đôi chân dài, một vũng cặp mắt đào hoa, là trong tông môn nổi danh đại mỹ nhân. Vì cái gì thu hắn? Dùng Diệp Thanh Giao tới nói, tu luyện thiên phú cái gì không quan trọng, dáng dấp đẹp mắt là được thế là tô trường ca không chút do dự đáp ứng nàng thu đồ đề nghị mà năm năm qua hắn vẫn luôn là ông mỹ nữ sư tôn đùi ăn bám tới không có biện pháp a à, không có thiên phú a à, không có thực lực a à, cái gì cũng không có a à, một nghèo hai trắng a à, chỉ có thể ăn mỹ nữ sư tôn cơm chùa kỳ thật ngay từ đầu tô trường ca là cự tuyệt ăn bám nhưng nghĩ tới tự mình thiên phú ai được rồi vẫn là ăn đi bất quá nếu như có thể cải thiện một cái thể chất, có thể tu luyện, có thể đùa nghịch, thật là tốt biết bao a. À. Là có cơm chùa có thể ăn. Nhưng người nào không muốn để cho tự mình cường đại một điểm đâu? Chỉ tiếc. Ai? Đang lúc Tô Trường Ca chuẩn bị đi trở về tiếp tục ôm đùi ăn bám thời điểm. Não Hải bỗng nhiên đinh một tiếng, tự như là phát động cái gì, vang lên một đạo thanh âm giống như máy móc. Đinh. Hệ thống kích hoạt bên trong ngay tại kích hoạt, kích hoạt thành công. Chúc mừng Túc Chủ trói chặt chục tỷ phụ cấp hệ thống. Hệ thống. Tô trường ca sững sờ, đột nhiên vui mừng quá đổi. Hệ thống ba ba. Năm năm. Năm năm a, người cuối cùng tới sổ. Hắn phát ra vui đến phát khóc hò hét. Sau đó, không do dự, lập tức bắt đầu xem xét hệ thống. Cũng không lâu lắm. Tô Trường Ca liền minh bạch hệ thống có tác dụng gì. Chục tỷ phụ cấp hệ thống, ý tứ rất đơn giản, chỉ cần đem tự mình cơ duyên đưa cho người khác, như vậy thì sẽ có được phụ cấp, phụ cấp bội số thấp nhất đều là chục tỷ. Đồng thời có cực lớn xác suất phát động siêu lượng bạo kích ban thưởng. Một khi phát động siêu lượng bạo kích, như vậy phụ cấp bội số tại chục tỷ trên cơ sở, trực tiếp tiêu thăng đến kinh khủng bội số, phụ cấp trở về bảo vật không cách nào tưởng tượng nhưng có một chút. Có thời điểm phụ cấp sẽ chỉ phổ thông phụ cấp, sẽ không phát động siêu lượng bạo kích. Tóm lại, xem mặt. Bất quá cái này tô trường ca ngược lại không lo lắng. Khác hắn đều sợ, duy chỉ có không sợ nhìn mặt. Tự mình bộ dạng như thế xoái, tại chục tỷ trên cơ sở, bạo cái mười vạn lần siêu lượng bạo kích không quá phần A. Nói làm liền làm, hắn tiện tay theo trên thân lấy ra một khỏa đan dược, chuẩn bị đi đưa người. Đây là một khỏa hạ phẩm đang dược, mặt ngoài là một chút ba ba, đen xì, tự như là bùn xoa thành, không có một chút linh khí. Nói trắng ra là chính là phế đan. Không có biện pháp, hắn rất nghèo, đây là trên người hắn duy nhất đang dược. Đi một đoạn đường, chuyển qua một chỗ ngoặt. Đâm đầu đi tới một tên thanh niên mặc áo đen. Tô trường ca nhãn tình sáng lên, vội vàng đem đang dược đưa đến trước mặt hắn, sau đó hào phóng không gì sánh được nói ra, sư huynh, khỏa này đang dược đưa ngươi, cầm đi đi. Nói, trực tiếp đem đang dược bỏ vào hắn trong tay. Thanh niên mặc áo đen sững sờ, chợt cúi đầu nhìn xem khỏa này màu sắc ảm đạm, không có một chút linh khí phế dược, ánh mắt phức tạp, há to miệng muốn nói cái gì, tô trường ca vội vàng cười nói. Không cần cảm ơn, ta gọi lôi phong. Nói xong, tranh thủ thời gian chuồng đi. Chỉ để lại một cái tiêu sái bóng lưng. Mấy phút về sau. Câu Trường Ca trở lại chỗ ở của mình, hệ thống chục tỷ phụ cấp đến đúng giờ sổ sách. Đinh. Người đưa ra một khỏa phế đan, chục tỷ phụ cấp có hiệu lực, phát động siêu lượng bạo kích. Lần này siêu lượng bạo kích bội số. 30 vạn lần. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được. Loạn vực khởi tranh. Vòng lập luân chuyển. Huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả